Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Mỹ nữ hưởng 4.000 tỷ của Châu Tinh Trì đẻ ba con dẫn dạng người mê nhờ không ăn thịt. Mang thai lần 3 ở tuổi U40 nhưng người đẹp về dáng vô cùng nhanh chóng. Thần thái sau sinh vẫn đẹp dạng người mê. Sinh năm 1980, Trương Bá Chi dù đã nhiều tuổi nhưng vẫn là một trong những mỹ nữ hàng đầu xứ Cảng Thơm, hiếm ai có thể sánh được. Sau cuộc hôn nhân với tài tử Tạ Đình Phong, sinh hai thiên thần đáng yêu. Đến cuối năm 2018, Trương Bá Chi khiến công chúng bất ngờ khi tuyên bố vừa sinh hạ con trai thứ ba Marcus nhưng không công khai tên của cha đứa bé. Truyền thông Hồng Kông khi này tiếp tục xôn xao về mối quan hệ giữa vua hài Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi. Cụ thể, một nguồn tin tiết lộ Châu Tinh Trì vừa lập di chúc để lại tài sản 4.000 tỷ Trương Bá Chi và con trai thứ ba. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tài tử gạo cội ngầm thừa nhận mối quan hệ ruột thịt với đứa bé, bỏ qua những lùm xùm nghi vấn về ba đứa trẻ. Điều khiến nhiều người kinh ngạc nữa ở Trương Bá Chi, đó là dù mang thai lần 3 ở tuổi U40 nhưng tượng đài nhan sắc Hồng Kông về dáng vô cùng nhanh chóng, thần thái sau sinh vẫn đẹp dạng người mê. Nhiều người cho rằng khi có bầu, Trương Bá Chi thậm chí vẫn đẹp, rất đầy đặn. Vợ cũ Tạ Đình Phong từng tiết lộ, bí quyết giảm cân sau sinh và duy trì dốc dáng 0% mỡ thừa trong nhiều năm trời là do chế độ ăn uống nói không với thịt. Chỉ ăn chay kết hợp với nhiều hoa quả và uống nhiều canh, rau xanh. Bà mẹ ba con còn từng gây sửng sốt khi hé lộ chiêu dùng thuốc lợi tiểu để giảm cân, bởi theo cô, thuốc lợi tiểu có tác dụng làm tăng sự đào thải muối và nước ở thận, do đó làm giảm lượng nước trong hệ thống tuần hoàn cũng như nước ở nhiều nơi khác trong cơ thể. Tuy nhiên, phương pháp này của Trương Bá Chi khá tiêu cực, dễ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và không được các chị em sau sinh chấp nhận. Theo Hạ Mây, nguồn báo gia đình.net. Ha ha ha, 问什么的说